giữa tháng quý đông ngày lành, giữa tháng quý đông tiêu phòng cửa sổ treo cùng non đài. Lịch sử tốt tươi hoàng mười, lịch sử tốt tươi thăng dòng hà giới chất miệt nghề. Trần duyên chút sạch bụi hồng đường mây, sớm đã kìa đường mây, sớm đã xe dòng ông mười lên tiên nghề thường. Nghe thường hội nghị quân tiên trong kinh có chữ Nam Mô A Di Đà Phật Hoàng Vô
dân tộc trong thời có phép thần thông. Trần thế biết tay ra, trần thế biết tay đưa lên đầu từ cứu người trần gian kêu đầu đó khỏi toàn. Thank you.
tiệc xuân hôm ni đệ tử con rước ông mười về. Hoàng về chỉnh đền chứng phù, sau ông chứng tâm cho đệ tử về ông lòng thanh. Mỗi ba năm mỗi kia con mặt gừng chín tháng gừng hay con cay mau người thương các ghế hôm ni tình nặng nghĩa dày dù xa xôi tần trong sự nghề mau người vô đây ngự đông nói rằng đất Nghệ An có anh hùng hào kiệt tiếng quan hoàng mười chưa lẫm liệt từ ngàn xưa hoàng phúc gươm lên ngựa để có ra tay gìn giữ cõi bờ Việt chép sự này bao nhiêu điện ngọc ngỡ đêm ngày thì ông phải khỏi quan hoàng ở người
chính danh quan hoàng tuần nhà
cầu xin hoàng ban phước lớn, ban đất buồn mày xuôi ngược nẻo đông đường tây, bước chân đi quan hoàng đưa lối dắt tay tìm đời gian nào khó nhọc lắm thay, ai nhất tâm quan hoàng mười ba xin cúi đầu thắp một tuần giáng lâm nơi này, giáng lâm nơi này, đường xa cách xa đâu có để gió mưa bịt mù, gió sương đêm ngày đông lại đông sang bóng quý quan hoàng ngất ngơ, quan hoàng ngất ngơ trước nhìn so xem mai hữu duyên hoàng bàn, hữu duyên hoàng bàn ông ta đã cho đồng tay này dầu ngân sáng chi, nước xanh ba biển cho cửa nhà xa xử bình an. Dù chân gian nó không còn vấn vương mơ mà, vấn vương mơ mà vì thế ông bề giáng lâm đàn tràng, ông giáng lâm đàn tràng, đệ tử con cầu mong nương kính bái Phật tuyến kinh, bái Phật tuyến kinh, ông bề chứng tâm chứng cho ghế ông thành tâm, ghế ông thành tâm, ban cho hành động ngày ngày dầu ngân sáng chi, dầu ngân sáng chi, tháng năm an lành cho phúc lộc nay tình vận lai, nay ông giáng độc như bệnh hào quang tươi xa, hào quang tươi xa, tiếng ca khúc đang đón hoàng vui ngự trần xa. Cúi xi đồng nhỏ phước cho thanh đồng, cho tín ca cung đàn cho người trần thì chúng con bình an, bốn phương nước non phồn thờ đời đời cháu con hiền vinh an. Đời người ai là có lần may mắn ngắm dòng nhà hoàng ngự đồng, anh bóng khắp xương xa có sông trong tìm đạo lành, hoặc về đồng có ai bằng ngông khi ông giáng lai dương đồng đẹp rạng ngời sáng như hào quang, khi ông giáng lai dương đồng đẹp rạng ngời sáng như hào quang. Ông về bước về sớ ông là bồ cho thân đồng trong nhà ấm êm thuận hòa, ấm êm thuận hòa, đệ tử con cầu bóng nước kính luôn nhờ bóng ông, luôn nhờ bóng ông, lầm lỡ điều chi con xin ông hóa phép thần thờ, hóa phép thần thông xa cho chúng thần người trần gian con nặng cân cao số, nặng cân cao số, cúi xin ông người ông về tiếp lộc đề đa, cúi xin ông người ông về tiếp lộc đề đa. Rẽ ngóng mê vàng trên cung ngờ chẳng rẽ con xin tình đều đã đông đời về bên Nghệ An ra hồi cung lên chơi thanh nhàn cô loan giang, cô lên chơi hàng thờ sắc phủ khắp ba màu ra hồi cung khi thay là
là cảnh bông la khi mà tấu của đôi thương lại tài xa hồi cùng là bắt cô bơ ngẫu nhiên sạch ra là bắt cô bơ ra hồi cùng để thủ khắp giấc bè bắt tấu cũng thịnh bởi cô sâu sơn xa
cụ tóc nghi mái hoa cài. Xin nguyện thay bước lên châu mẫu thuộc sứ giang dân để tấu ta tỏ mẫu yêu cô sau đếp là giặc mẫu yêu cô sau nhất đa tòa.
quân dâng trầu đệ nhất đền rồng ban khen. Mùa hè cô hai hoa sen dâng trầu đệ nhị đông quân thượng ngàn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mẫu yêu cô sống nết na đồ cho các đệ tử gần ni xa an lành đành hình trên đời có một kẻ nào sát ta nhận mực cô cô sáu thư phụ luyện chủ canh bà ý làm gì để
sắn đôi tay bông giáo hoa cho đời ấm no. Nhân dân lập miếu lên
bên trên ngàn lắm quả nhiều hoa. Cô đốt thuốc vào giá sơn chiều lộ mây, chiếc lộ mây nặng chiêu lưng đèo. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trời lúc thanh nhàn, cầu cả lăn giá lên trời. Giá hồi cùng đem quân lên ngàn, cầu hoàng đôi đem quân lên ngàn, đi đúng súng nổ dậy vàng bốn phương. Giá hồi cùng một nước một trời mênh mang, một nước một trời thuyền cầu tư thoải. Giá hồi cùng bé nhỏ khôn ngoan đi dạy những đột ngờ, cậu bé khôn ngoan một mình lên đó làm việc quan đủ ba loa.